tiếng đồn án sát siêu sự kiện tài tình vang khắp nơi. Dưới triều đại Tự Đức, Đại Nam cũng có Thanh Thiên. Đỗ cử nhân thì đem tất cả sách Nhâm Môn đột ất đốt hết vì cho rằng các sách này không nên học. Chỉ đọc sách nội kinh để chữa bệnh, đọc sách địa lý để biết tình hình sông núi để lúc làm văn không bị nhầm lẫn. Bất kể một người dân Việt Nam nào khi tới Hà Nội cũng ghé qua, đó là đền Ngọc Sơn. Ông có công lớn trong việc tu sửa đền Ngọc Sơn, bắc cầu Thế Húc, xây tháp bút Đài Nghiêng vào năm 1865. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với địa chỉ 256 đường Kim Giang. Thưa vị, ngay phía sau quý vị, đây, đó là lăng mộ của Thần Siêu. Chính ngài đã có công trùng tu cũng như để lại cho hậu thế cụm di tích bây giờ. Bất kể một người dân Việt Nam nào khi tới Hà Nội cũng ghé qua, đó là đền Ngọc Sơn. Hôm nay, Duy mời quý vị và các bạn cùng Duy chúng ta cùng đến thăm viếng nơi yên nghỉ cuối cùng của ngài cũng như là quê hương của ngài nhé. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị nhớ bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy những địa điểm, địa danh, lịch sử mà quý vị muốn Duy tới trải nghiệm. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Thưa quý vị, nhắc đến Nguyễn Văn Siêu, người ta nhớ đến hai câu thơ của vua Tự Đức ban cho ông. Văn như siêu quát vô tiền hán, thi đáo tùng tuy thất thịnh đường. Nghĩa là, về văn chương thì Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát hơn cả những nhà văn Trung Quốc thời nhà Hán. Đây là thời văn học phát triển nhất ở Trung Quốc, như Từ Mã Thiền, Bang Cố. Về thơ phú thì Tùng Thiên Vương và Tuy Lý Vương hơn đứt các thi nhân Trung Quốc thời nhà Đường. Danh hiệu Thần Siêu, Thánh Quát cũng được bắt đầu từ đây. Khi chúng ta nghĩ tới Thần Siêu là nghĩ tới tấm gương của một ông thầy sau thầy Chu Văn An. Vua Tự Đức rất quý trọng cụ Nguyễn Văn Siêu. Thời gian trị vì của vua Tự Đức được 36 năm, vua không phong thần cho ai cả, ngoài phong thần cho thầy đồ Nguyễn Văn Siêu, còn gọi là Thần Siêu. Đặc biệt khi du khách đến với thủ đô Hà Nội, hầu như ai cũng mong muốn đến viếng đền Ngọc Sơn, ngưỡng vọng Đài Nghiêng, tháp bút. Đây chính là công đức của Thánh Siêu. Ông có công lớn trong việc tu sửa đền Ngọc Sơn, bắc cầu Thế Húc, xây tháp bút Đài Nghiêng vào năm 1865, tạo thành một quần thể di tích tuyệt đẹp ở Hồ Gươm cho đến ngày hôm nay. Nhân dân vẫn còn ghi nhớ qua câu ca, rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, xem cầu Thế Húc, xem chùa Ngọc Sơn, Đài Nghiêng, tháp bút chưa mòn, hỏi ai xây dựng nên non nước này. Cụ Nguyễn Văn Siêu được đánh giá là một người Hà Thành kiệt xuất, là một trong những vẻ đẹp văn hóa của tri thức Thăng Long Hà Nội thế kỷ thứ 19. Thưa quý vị, hình ảnh quý vị đang xem là quần thể di tích lịch sử quốc gia được chia làm hai khu vực. Đầu tiên là khu lăng mộ danh nhân văn hóa Nguyễn Văn Siêu. Cách đó chừng khoảng một cây số là nhà thờ Thủy Tổ họ Nguyễn do Thần Siêu tạo dựng vào năm 1864. Lăng mộ cụ Nguyễn Văn Siêu hiện ở làng Kim Lũ, địa chỉ ở số 256 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong đó, khu lăng mộ hiện đã được trùng tu, tôn tạo khang trang, khuôn viên lăng mộ rộng rãi có tường bao quanh, sân lát gạch đỏ sạch sẽ, xung quanh được trồng hoa và cây cảnh. Mộ phần của cụ lát đá xanh nằm chính giữa, bên trái có nhà bia chữ Hán ghi nhận công trạng của cụ đối với đất nước. Được biết văn bia này do học trò của cụ từ ngày xưa hiến tặng gia tộc. Bên trái bên phải lăng mộ được trồng hai cây đại, một bộ bàn ghế được đặt dưới tán cây đại để khách đến thăm viếng có chỗ nghỉ chân. Khuôn viên lăng mộ Nguyễn Văn Siêu là của dòng họ nhiều đời của họ Nguyễn ở Kim Lũ. Trong khuôn viên có 11 ngôi mộ khác của dòng họ. Địa chỉ khu nhà thờ Thủy Tổ họ Nguyễn ở số 18 ngách 51, ngõ 250 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bên ngoài khu đền thờ có bảng ghi di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng nhà thờ Thủy Tổ họ Nguyễn ở Kim Lũ do Thần Siêu tạo dựng. Đi vào bên trong khu đền thờ được chia làm ba gian, gian chính là nơi thờ tự tổ tiên. Ban bên phải có tượng đồng cụ Nguyễn Văn Siêu do học trò cụ Tạc. Bên trái là ban thờ
hậu duệ của dòng họ Nguyễn. Danh nhân Nguyễn Văn Siêu mất năm 1872, thọ 74 tuổi. Sau khi mất, Nguyễn Văn Siêu được dân Giáp Gia Nguyên tôn làm thành hoàng, thờ chung với thần sông Tô Lịch và đô đài công Nguyễn Trung Ngạn đời Trần. Hơn 20 năm sau, các học trò đã dựng bia thần đạo kỷ niệm thầy ở khu lăng mộ. Bia cao 1m3, rộng 0,7m, hai mặt đều có chữ, bia có nhà bia chắc chắn, song hiện nay một vài dòng, một số chữ trong văn bia đã bị mòn, bị mờ. Sau đây là bản dịch toàn bộ bài văn khắc trên bia Phương Đình Chí Đạo Tiên Sinh Thần Đạo Bì, tức bia thần đạo ở lăng tiên sinh Phương Đình Thụy Chí Đạo, bản dịch của Viện Hán Nôm. Người sĩ quân tử gặp thời vận, được làm quan thì coi việc giấy tờ, giúp vua, giúp nước, khiến dân no ấm, lui về thì dạy học, làm sáng đạo hiếu để trung tín, giúp đời đào tạo nhân tài, cảnh ngộ tuy khác nhau, song đạo vẫn là một. Nền giáo dục nước ta thịnh vượng, đào tạo được nhiều hiền tài, đó là nhờ sự coi trọng chính học kinh điển. Trong đó, người làm sáng đạo xưa, nổi tiếng trong giới nhà nho, xứng đáng đứng đầu của lớp học sau phải kể đến Phương Đình Nguyễn Tiên Sinh. Tiên Sinh quy về cõi đạo đã hơn 20 năm, các học trò bàn với nhau muốn soạn bài văn khắc bia để làm sáng tỏ cuộc đời sự nghiệp, học thuật và đức độ của Tiên Sinh. Thiết nghĩ, Tiên Sinh là người mà tôi ngưỡng vọng, công đức của Tiên Sinh phải được truyền mãi cho đời sau. Nhưng trọng hợp tôi là người ngu tối, không thể biết hết công đức ấy, dù chỉ trong muôn một. Vậy làm sao có thể đương nổi việc nặng này? Nhưng các vị học trò của Tiên Sinh nhiều lần kiên quyết đến thúc tôi viết, tôi không thể chối từ được, phải viết đôi điều. Trọng Hợp, tức Nguyễn Trọng Hợp, sinh năm 1834, mất năm 1902, người cùng làng với ông. Ông đậu tiến sĩ, làm quan đến chức Văn Minh Đại học sĩ, Bắc Kỳ Kinh Lược Sứ. Tiên Sinh húy là Văn Siêu, tự Tốn Ban, hiệu Phương Đình, còn Chí Đạo là tên Thụy do các học trò riêng đặt cho Tiên Sinh. Từ cụ Thủy Tổ đến đời ông của Tiên Sinh, trải 8 đời đều ẩn đức ở quê. Thân phụ Hoàng Nghị Công mới theo nghiệp nho, học rộng, hiểu cổ. Xem kỹ bản thế phả mà Trọng Hợp tôi có, Tiên Sinh là con trưởng. Tiên Sinh khi mới sinh đã có tướng lạ, thân thể mạnh mẽ, mặt vuông, lòng bàn tay đỏ như tô son, tiếng vang, nhìn đã thấy uy nghi, cứng cỏi. Khi còn nhỏ đã lỗi lạc, tuổi mới thiếu niên đã nói những câu kinh dị. Hoàng Nghị Công thường vẫn lấy tiết tháo để khuyến khích chí khí của Tiên Sinh. Đến tuổi thành niên, Tiên Sinh theo học lập trai Phạm Công. Tiên Sinh càng thêm chuyên tâm về việc học, tung hoành ở văn từ cổ, không chịu gò bó với kiểu học thường tục. Nổi tiếng học giỏi, năm Ất Dậu, tức năm 1825, đời Minh Mệnh, Tiên Sinh nhiều lần nhận được giấy chiêu hiền, nhưng Tiên Sinh từ chối, không đi dự tuyển. Tiên Sinh ở nhà phụng dưỡng cha mẹ và dạy dỗ các em. Sau hơn 10 năm mới đi thi và đậu phó bảng khoa Mậu Tuất, từ năm 1838, được nhận chức kiểm thảo ở Viện Hàn Lâm. Đầu thời Thiệu Trị, Tiên Sinh nhận chức viên ngoại lang ở Bộ Lễ. Vì có việc bị miễn, sau lại được phục chức thừa trí ở Nội Các. Năm đầu đời Tự Đức, từ năm 1848, Tiên Sinh được thăng lên chức thị giảng học sĩ. Năm sau, Tiên Sinh lại làm phó sứ sang nhà Thanh. Trong thời gian đi sứ, Tiên Sinh sáng tác tập thơ Vạn Lý. Đi sứ về, Tiên Sinh được bổ chức ở Viện Tập Hiền Sung Kinh Diên Khởi Cư Trú. Sau đó làm án sát sứ tỉnh Hà Tĩnh, một thời gian ngắn đổi ra tỉnh Hưng Yên. Thời gian này có việc bàn luận về sự bỏ đê, Tiên Sinh viết điều Trần nói thẳng thắn. Bởi vậy, năm Tự Đức thứ 7, tức năm Giáp Dần năm 1854, vì việc nghị luận ấy mà phải hạ 3 cấp. Nhân đó, Tiên Sinh lấy cớ ốm yếu xin về quê nhà. Về quê, Tiên Sinh dựng trường dạy học tại chỗ nhà cũ ở Giáp Gia Nguyên, huyện Thọ Xương, không còn ý làm quan nữa. Nhưng khi cuộn bên có giặc, Tiên Sinh đã lấy của nhà đóng góp cho việc canh giữ. Quan sở tại đã viết tờ tâu công trạng của Tiên Sinh. Tiên Sinh được ban hàm thị độc trí sự Viện Hà Lâm. Từ sau khi thôi làm quan, bởi văn tài của Tiên Sinh từng được vua các triều trước quý trọng. Vì vậy, triều đình đương thời mỗi khi có việc lớn, các giấy tờ quan trọng phần nhiều vẫn nhờ Tiên Sinh viết. Vua Hiến Tổ thường khen văn chương của Tiên Sinh uẩn súc. Vua Tự Đức khi chưa lên ngôi đã rất quý trọng Tiên Sinh. Khi đã lên ngôi càng thêm quý trọng Tiên Sinh. Khi Tiên Sinh đi sứ, vua Tự Đức có dặn, Khanh học vấn Uyên Bác, lần này đi nên ghi chép kỹ phong vật núi sông,
chờ ngày về dâng cho trẫm xem sách ấy. Nhà vua quý trọng tiên sinh đến như vậy, tiên sinh đã nổi tiếng, lại gặp thời thịnh, danh tiếng càng vời vợi như mây giáng. Các bậc danh sĩ đương thời đều khâm phục, đến khi tuổi cao, danh đức càng đầy, tiên sinh dạy lớp hậu học. Tuy sắc mặt hiền hậu, lời nói dịu dàng, nhưng người được tiếp vẫn thấy mình như được lên cửa rồng. Về việc học, tiên sinh đi sâu vào nghĩa lý kinh sách, xem chú giải của tiên nho, gặp chỗ khó đáng ngờ thì nghĩ rộng ra để tìm nghĩa lý bên trong. Như vậy mà học trò của tiên sinh nhiều người có thành tựu. Những chức tác của tiên sinh có Tùy Bút Lục, Địa Dư Chí cùng nhiều tập thơ văn khác. Chức tác của tiên sinh nội dung phong phú, khảo cứu công phu. Tiên sinh viết nhiều so với các tác giả lớn đương thời chỉ có hơn chứ không kém. Tiên sinh mất ngày mùng 7 tháng 6 năm Nhâm Thân, tức năm 1872. Sinh ngày mùng 3 tháng 7 năm Kỷ Mùi, tức năm 1799, hưởng thọ 74 tuổi. Trước, tiên sinh lấy bà họ Hoàng, sau lấy bà họ Bùi, có 3 người con trai. Ông Tập Hinh mất trước, ông thứ là Dĩnh được di mệnh làm chủ việc tế, nay giữ chức biên tu ở huyện Kim Sơn. Ông thứ ba là Xiển, con gái có 4 người, người trưởng gả về họ Vũ ở Lương Đường, chồng chết, tủ tiết đến năm gần 50 tuổi. Vua nghe tin, ra sắc khen ngợi. Người út gả cho án sát xứ Hải Dương là ông Trịnh Tiên Xính, người định công. Hai người khác cùng đều lấy chồng ở họ có danh tiếng. Tháng 11 quy táng ở xứ Trại, làng Kim Lũ, nơi đất do tiên sinh chọn trước. Tiên sinh cùng dòng thủy tổ với tôi, đến đời thân phụ của tiên sinh mới rời ra Giáp Giang Nguyên, huyện Thọ Xương, làm nhà ở đó. Tiên sinh là người rất nhớ công đức tổ tiên, ông bèn lập nhà thờ thủy tổ tại làng này. Các tiểu tông có người thi đỗ, được ăn lộc quan đều đặt ruộng tế. Hàng năm, đến ngày Đông Chí, họp họ đến tế. Giáp này còn dựng đền thờ thần sông Tô Lịch. Triều đình có sắc cho Xuân Thu hợp tế tiên sinh với Đô Đài Công là tiến sĩ đời Trần. Nếu không tế ở đây thì tế ở xã, việc như vẫn còn đây, nhưng vẫn còn đây. Vậy làm bài minh rằng, sông Tô nước đầy, chảy mạnh lâu dài, tích đức được báo, các đời thịnh vượng, đất sinh danh nhân, đó là điềm lành. Kinh sách uyên bác, tất thành văn chương, rực rỡ tỏa sáng, nước nhà vinh quang, lễ nghi chu, khổng, phong hóa ngu, đường, lưỡng hán văn chất, sáu kinh phép thường, đâu thiếu tài đức, lui cốt thiện tàng, làm gương bực thước, tư văn đống lương, nghiền tinh đạo nghĩa, rèn cặp văn chương, vui được anh tài, học sĩ mãn đường, lấy đạo mà về, tuy tối mà sáng, tích công dưỡng tính, trường thọ an khang, không sai không sót, gặp nhiều cát tường, ở trốn cảnh sơn, mãi mãi thơm hương, trong sáng chắc tuyệt, đức âm không quên. Đồng tiến sĩ khoa Ân Bùi năm 1865, phủ, chính đại thần đặc tiến Vinh Lộc Đại Phu, văn minh điện đại học sĩ Xung Cơ mật viện đại thần, quốc sử quán Tống Tài kiêm quản Khâm Thiên Giám sự vụ Vĩnh Trung Tử trọng hợp cần soạn, Thành Thái năm thứ 6, ngày tốt tháng Giêng năm Giáp Ngọ năm 1894, soạn. Phía dưới là liệt kê tên các học trò trường Giang Nguyên. Hình ảnh quý vị đang xem là khu nhà thờ thủy tổ họ Nguyễn, địa chỉ ở số 16 ngách 51 trên 250 đường Kim Giang. Ngoài cổng vào nhà thờ còn chữ Nguyên Tử Môn, tức cửa Nguyên Tử. Có câu đối, tướng tại hộ đình đạo bất viễn, trùng ư nhật chí đoan hà cư. Tức tướng tại hộ đình không xa đạo, trùng ở nhật chí mối nơi nào. Trong cổng có chữ quyết sơ sinh dân, tức mở đầu dân ta. Có câu đối, càn cương phụng tự điển dĩ lập, khái đầu cư hành lễ do sinh. Tức diềng mối phụng điển tế đã lập, thăng đầu theo hành lễ mà sinh.
trước cửa có chữ nhuận trạch sinh dân, tức thấm nhuần dân ta. Lạc khoản, Giang Nguyên giáp đồng phụng sự, tự Đức Thập Tam Niên Xuân. Tức giáp Giang Nguyên đồng phụng sự, mùa xuân năm Tự Đức thứ 12, năm 1862. Câu đối trong hiên và trong nhà thờ có câu: sinh dân y thủy, thủy vô cực, triệu tự như kim, ngật hữu thành. Tức dân ta như cũ, dài vô tận, tế tự đến nay mãi hữu thành nền. Thế đức thế văn khai tử tính, tư văn tư giáp túy thanh linh. Tức đời đức đời văn mở họ lớn, văn này giáp này toàn tiếng linh. Quốc âm biến phú bao hàm nội, gia giáo cần canh tích độc lai. Tức ơn nước trở che khắp trong cả, nếp nhà góp lại chỗ chuyên cần. Khí sắc thường đa nam lĩnh thái vân hồi nhĩ điện, nguyên lưu giã viễn tô giang tú thủy tiếp thanh đàm. Tức khí sắc thường nhiều nam lĩnh mây che vòng nhĩ điện, gốc nguồn xa vây tô giang nước đẹp tiếp thanh đàm. Tu chi ư gia văn lễ môn đình giai đề pháp, nghi kỳ hữu hậu y quan tính thị úy sơ thiên. Tức học hỏi trong nhà văn lễ môn đình đều có phép, theo thế về sau khăn áo họ hàng được như xưa. Nhà thờ này được dựng năm Tự Đức thứ 17, tức năm 1864. Ngoài hiên chính đường và tả vu, hữu vu có nhiều văn thơ ở diềm gỗ, chữ đẹp, có thể có chữ của cụ Phương Đình. Nhà thờ có ban thờ tổ với chữ Nguyễn Tộc Nguyên Tử và câu đối đăng quân tử chi đường chi bất vong bản, quan tiền nhân chi đức nghiễm nhược hữu lâm. Tức lên nhà thờ bậc quân tử biết không quên gốc, nhìn đức độ người xưa nghiệm thấy như còn. Trong nhà thờ còn bức họa Phương Đình tiên sinh bận y phục màu trắng, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy đặn, tay cầm sách bản thấp ngồi dạy học. Đằng sau chỗ Nguyễn Văn Siêu, sinh năm 1799, mất năm 1872, húy là Định, sinh vào giờ Sửu ngày mồng 3 tháng 7 năm Kỷ Mùi, tức năm 1799. Theo bộ chính phả họ Nguyễn ở Kim Lũ, có thể do chính Nguyễn Văn Siêu viết, thì thủy tổ họ Nguyễn, người xã Kim Lũ, thôn Trung. Xã Kim Lũ xưa có 3 thôn là thôn Cầu, thôn Trung và thôn Văn. Tổng Khương Đình, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam. Thân phụ Nguyễn Văn Siêu là Nguyễn Công Bảo, do hoàn cảnh gia đình, đã đến ở với bà cô rồi định cư ở phường Đông Các, huyện Thọ Xương, nay thuộc phố Nguyễn Siêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đến Nguyễn Văn Siêu là đời thứ hai, nhưng khi viết chính phả, Nguyễn Văn Siêu vẫn lấy thôn Trung, xã Kim Lũ, Tổng Khương Đình, huyện Thanh Trì làm nguyên quán. Huyện Thanh Trì là quê hương của nhiều danh nhân xưa như Chu Văn An, người thôn Văn, Bùi Huy Bích, người Thịnh Liệt, Nguyễn Công Thái, người cùng làng và cùng họ Nguyễn, được phong tước kiều quận công, chư vua Lê Dụ Tông, nay còn đền thờ Nguyễn Tướng Công Tử. Kim Lũ, tục gọi là làng Lũ, xưa là vùng nông nghiệp chủ phú, nhiều hồ đầm, có sông Tô Lịch chảy qua, lại có nghề làm kẹo bột nổi tiếng, con gái nhiều nơi thường vẫn muốn lấy chồng về đây. Đây là vùng đất cổ, là nơi có truyền thống văn hóa lâu đời. Đầu làng có cổng làng cổ kính, cao rộng, ngoài đề quan biện, trong đề cung kính chỉ, có đôi câu đối. Giáng vân tại tiêu cam lộ bố vọng, thanh phong động trúc minh nguyệt lâm trì. Tức mây phủ xuống ban đêm, điềm lành tỏa khắp, gió mát lay động cảnh trúc, trăng sáng rõi mặt ao. Từ thôn Trung, quê Nguyễn Văn Siêu, đến thôn Văn, quê Chu Văn An, đường đi chưa đến vài cây số. Có lẽ Nguyễn Văn Siêu cũng thường cùng bạn bè, trong đó có Cao Bá Quát, đến thăm đền Đức Thánh Chu. Với Bùi Huy Bích, Nguyễn Văn Siêu đã viết trong bài Hành Trạng Tiên Sinh Bùi Tồn Am Tướng Công. Nguyễn Văn Siêu có viết: Siêu tôi là người cùng huyện, là hàng con cháu hậu sinh. Khi ông còn,
tôi đã đến tuổi đội mũ, nhưng không được đến học. Những trước thuật, sáng tác của ông tôi vẫn thường được đọc ở nhà thầy Lập Trai. Thầy bắt phải đọc. Ông còn viết, siêu tôi mỗi lần đọc tế văn của thầy Phạm Tế Ông. Thấy ý trước sau đã viết hết. Người ta chỉ biết được văn chương của ông hay, nhưng như tôi có khi làm được vài câu thơ, vài câu văn họ bèn nói là tương đắc. Nói vậy là đã không biết tôi, làm sao có thể nói là tương đắc được. Do vậy tôi cứ băn khoăn suy nghĩ càng thấy không vượt được mình. Theo chính phả, thân phụ Nguyễn Văn Siêu có đi học nhưng không đi thi, tính tình trung hậu, ông mồ côi lúc mới 10 tuổi, gia đình gặp rất nhiều khó khăn, phải đi dạy học nhiều nơi xa để sinh sống. Sức khỏe yếu nên mới 53 tuổi đã qua đời vào năm Mậu Tý tức năm 1828. Hai năm sau, năm Tân Mão năm 1831, mẹ ông cũng mất, thọ 55 tuổi. Năm 7 đến 8 tuổi, Nguyễn Văn Siêu đã theo cha học viết chữ, đọc sách nhưng không cho làm văn. Năm 13 đến 14 tuổi đã tự làm câu đối treo trong phòng học. Đạo tự cổ kim vô khúc kính, thiên đa bổng tất sản cao nhân. Tức, đạo học xưa nay không có đường tắt, trời có nhiều nhà tranh, lều cỏ dành để sinh ra bậc cao nhân. Năm 15 tuổi, Định tức Nguyễn Văn Siêu theo học thầy Hương Cống Triều Lê là Thọ Bình Trần Công Tiến ở Bằng Liệt, đọc khắp các sách kinh truyện, chư sử, rồi được dạy làm thơ, viết văn xuôi như các loại châm, minh, hịch, biểu, luận, biện, vân vân, lại cho chép tóm tắt tinh yếu thi văn chư gia các đời Hán, Đường, Tống và sổ tay, rồi bắt tìm rộng trong điển tích hoặc y lý cho đến vũ kinh, có chỗ đáng trích thì cũng phải sao chép. Mở rộng kiến văn, tức chính phả. Sau đó, Nguyễn Văn Siêu được gửi theo học tiến sĩ Lập Trai Phạm Quý Thích ở Hoa Đường, có bản chép là Lương Đường, tỉnh Hải Dương. Trường của thầy Lập Trai được Tiến dạy phép cổ văn, cổ thi đúng nề nếp khoa cử. Ông Tá Lĩnh ở La Khê dẫn Nguyễn Văn Siêu nhập học. Nguyễn Văn Siêu dốc trí vào việc học tập, bắt đầu sao chép loại biên 20 quyển, đêm khuya che đèn ghi chép, chưa từng bỏ sót một chữ nào. Khoa thi hương năm Ất Dậu tức năm 1825, ông đi thi đậu Á Nguyên, tức đậu cử nhân thứ hai. Hơn 10 năm sau, năm Mậu Tuất tức năm 1838, Nguyễn Văn Siêu thi hội chỉ đỗ phó bảng, tức phụ bảng. Khoa thi hội này có 10 phó bảng. Chuyện lận đận trong việc thi cử của Nguyễn Văn Siêu, các sách ghi chép có khác nhau. Theo sách Ngọn Bút Thần Nguyễn Văn Siêu thì thần siêu học thông như thần, song chữ viết thì xấu như ma thật. Thế nên vua Tự Đức có thơ đùa rằng, thần đâu mà chữ xấu như ma, lem lọ cho người ngó chẳng ra, nếu phải họa phù trừ quỷ tặc, khôn thiêng thì phải hộ hoàng gia. Theo Hoàng Hữu Yên, trong văn học Việt Nam thế kỷ thứ 18, nửa đầu thế kỷ thứ 19, thì cả Cao Bá Quát và Nguyễn Văn Siêu sở dĩ thi hỏng nhiều lần, một phần vì không chịu tuân theo khuôn khổ của lối văn trường ốc, nhưng phần chính là bọn quan trường ghen tài. Tác giả sách này có nói, theo Nguyễn Văn Siêu, thi cử đã làm hư hỏng trí tuệ của học trò, chạy theo thi cử chỉ là cái lối trộm cắp những lời nói cũ và đâm đầu vào bùn lấm. Chính Nguyễn Văn Siêu trong bài Hai loại văn trường cũng viết, phàm những kẻ chỉ cầu mong thi đỗ, ngoài ra không còn một cái học nào khác, họ không biết rằng tu sửa cái gốc thì cái ngọn cũng dày lên, nếu chỉ che đậy qua loa cái trách nhiệm gần thì bỏ mất trách nhiệm xa. Cũng theo bộ Kim Lũ Nguyễn Thị Chính Phả, khi Nguyễn Văn Siêu đã đỗ cử nhân thì đem tất cả sách Nhâm Môn, Đột Ất đốt hết vì cho rằng các sách này không nên học. Chỉ đọc sách Nội Kinh để chữa bệnh, đọc sách Địa Lý để biết tình hình sông núi để lúc làm văn không bị nhầm lẫn. Nguyễn Văn Siêu còn cho biết ông rất thích phong thủy, ưa nhất là núi sông vùng An Sơn, Thạch Thất. Mỗi năm đến mùa xuân, thường cùng bạn bè và học trò đi chơi, có bận đến 10 ngày. Về bạn bè của Nguyễn Văn Siêu, chính phả chép, bạn của Định có sử sĩ Tạ Hiên Chu Doãn Chí ở Dục Tú, nhân cha Lê Đình, tức cử nhân giáo thụ, ở Nhân Mục, hội thống Tốn Phủ Vũ Mẫn ở Nghệ An, Vũ Đình Lễ là cử nhân tri phủ ở Lương Đường, Chí Đình Nguyễn Văn Lý, đồng tiến sĩ án sát ở Đông Tác, Lỗ Am Vũ Phan, đồng tiến sĩ đốc học ở Tự Tháp, Lê Duy Trung, đồng tiến sĩ đốc học ở Phúc Xuyên, Thượng Phúc, Dương Đình Ngô Thế Vinh, đồng tiến sĩ Lễ Lang ở Bái Dương, Thành Tư Trần Văn Vi, cử nhân án sát người cùng làng
vân vân. Nguyễn Văn Siêu tính thẳng thắn, ai thích thì chơi, không thích thì thôi. Trong bài Phương Đình Tử Phóng Ca, ông có viết: Ái ngã giả lai, ố ngã khứ, khứ hậu bỉ thử vô tiết tiết. Ngã ninh diện xích vô bối phi, ngã cố chi xảo như vi chuyến. Tạm dịch: Ai yêu ta thì đến, ai ghét ta thì đi. Đi rồi đó, cùng đây không tiếc nuối. Ta thà mắng ngay vào mặt, không thèm nói vụng sau lưng. Ta biết thừa cách xảo trá, nhưng cứ ú ớ ra vẻ vụng về. Tình bạn giữa Phương Đình Nguyễn Văn Siêu và Chu Thần Ca Bá Quát thật là đẹp. Hai vị chơi với nhau rất gắn bó và thoải mái. Câu thơ của Chu Thần cho thấy điều đó. Gặp nhau tự gối sở dâu. Ngày Cao Bá Quát bị chết và bị án Chu Di Tam Tộc, không ai dám biểu lộ xót thương, nhưng Phương Đình Nguyễn Văn Siêu đã làm câu đối viếng hương hồn anh em nhà họ Cao. Ta tai quán cổ tài danh, nan đệ nan huynh, bản thế ngẫu sinh hoàng ngẫu tử, dĩ hĩ đáo đầu sự thế, khả liên khả ố, hỗn trần lưu xú diệt lưu phong. Tức là, thương thay tài điệu tuyệt vời, khó anh khó em, nửa đời cùng sinh lại cùng thác. Thôi nhỉ sự cơ đến vậy, đáng thương đáng ghét, nghìn năm dây xấu cũng dây thơm. Phương Đình Nguyễn Văn Siêu còn có bài thơ khóc Cao Bá Quát rất được truyền tụng là Nguyên âm: Duy biên thư sử bích biên cầm, nhất mộng du du thất hảo âm, sơn hải di tung hà xứ ổn, hương quan ly hận thử hồi thâm. Văn chương hữu mệnh tương trung thủy, thanh khí đồng bi tự cổ kim. Ngô đạo vị kham phân hiển hối, âu y kỳ nãi sĩ lưu tâm. Tạm dịch: Đàn còn bên vách sách bên màn, một giấc nghìn thu bật tiếng vang. Điên đạo non sông nhòe dấu cũ, âm thầm đất nước ngấm tình thương. Duyên văn đã kết đây cùng đó, nghĩa cũ dù ai nhớ chẳng buồn. Đạo học tỏ mờ chưa dễ biết, cửa người khép nép mãi sao đương. Đối với nhiều bạn khác, Nguyễn Văn Siêu cũng chân tình. Khi Thành Tư Trần Văn Vi là bạn cùng quê đang làm án sát ở Ninh Bình, hai lần viết thư hẹn gặp không được, ông rất băn khoăn, có thơ phúc đáp như sau: Lai khứ Ninh Bình lưỡng chí thư, tâm giao niệm ngã cảm tình sơ, cung chi chuyết hoạn đa ưu sự, hà hiệu năng thanh ủy khởi cư. Tạm dịch: Ninh Bình hai lượt gửi thư đi, tình nghĩa thâm giao dám quản chi, quan vụng nhiều việc nên lắm lo, tài cao đâu phải ước bình thì. Trong số bạn cùng học với thầy Phạm Lập Trai, Nguyễn Văn Siêu hay làm thơ gửi Ngô Thế Vinh. Trong Phương Đình thi loại mạn hứng tập có bài Dương Đình Ngô Trọng Tử Ứng Triệu Lai Kinh. Khi Dương Đình mất, Phương Đình có làm thơ viếng với lời thơ giản dị chân tình: Bắt căng tiềm đạo khí, hữu lập thủ vi ngôn. Tạm dịch: Không kiêu căng mà tiềm ẩn đạo khí, có tự lập giữ lời nói bình thường. Có một lần họp bạn, ông Lê Duy Trung không đến được. Đang đêm, Phương Đình đội mưa đem thơ đến nhà ông Lê đàm đạo, sau đó đã làm thơ để kỷ niệm việc này. Các bạn tâm giao gặp mặt đều đã luống tuổi rồi, việc buồn việc vui đã quan tâm nhau trong thời gian dài. Trong việc chọn bạn, chọn thầy, Nguyễn Văn Siêu tự nói là ông không tùy tiện mà có sự cẩn thận. Ở khổ nhị bài thơ tự cảnh, tức tự răn, anh ngôn thi tập ông viết: Tâm giao vẫn cảnh minh cầu hữu, nhất bái trung thân thận trạch sư. Tức chỗ tâm giao sống chết có nhau, nên phải sáng suốt tìm bạn. Một lại ảnh hưởng suốt đời, nên phải cẩn thận trong chọn thầy. Khi phó bảng Nguyễn Văn Siêu vào làm quan ở Kinh Đô Huế giữa năm Minh Mệnh thứ 20, tức năm 1839, được lĩnh chức Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo, ông được đức vua và triều đình yêu quý nên chưa đầy một năm đã được thăng lễ bộ chủ sự. Mặc dù phẩm hàm còn thấp, ông vẫn được đặc cách cử làm phó chủ khảo trường thi Thừa Thiên, trong khi ông không lấy gì là khoái, về sau khi viết về Dung Thôn Lý Quang Địa. Trong bộ tùy bút lục, ông đã viết về thi cử: Ôi, từ khi đời sau dùng văn chương chọn nhân tài, từ thuở trẻ, ai cũng phải cố gắng học để đi thi, vậy mà sau Tống đến Nguyên, Minh, Thành, danh ngò nối tiếp ra đời, dẫn đầu cho kinh học. Còn nước ta sao nhân tài vắng thế? Mới đây, quan đốc học Hà Nội thi học trò, bài sách hỏi: Thơ na ở phần thương tụng có đủ chiêng, trống, cầm sắt, ca vũ, nhưng sao ở tiết thứ 4 chỉ nói người xưa kính cẩn?
tiết cuối lại kết luận bằng câu: "Hãy trông cháu vua Thang, chủ tế của ta." Tại sao? Có một thí sinh trả lời rằng, trong bài thơ này, từ câu đánh trống của ta đến câu xem tế lễ của ta là tóm tắt đầu cuối. Song nhạc có điệu khúc bát âm, hình dung ra nhiều điệu vũ, đều có thể dẫn chứng được, còn lễ thì có phép lên xuống, dâng rượu, nghi lễ phiền phức, lời không đủ thuật. Vì vậy phải dẫn việc người xưa làm lễ kính cẩn, ngày thường ăn ở ôn cung, nhằm tả lễ thời ấy. Vậy mà trong chỗ thi có một học quan nói to rằng, lời đáp của thí sinh này xuất xứ ở sách nào? Thì xong, tôi nói chuyện sự học xưa nay với quan tuần phủ Nguyễn Tử Văn và dẫn câu kinh lễ, sướng sướng nhược cổ chi võ tướng, tức quan quần như người mù không ai dắt, để tỏ việc học phải có thầy. Vị học quan kia không hiểu ý tôi, ngờ là chỉ trích ông ta. Ông ta liền nói, người dắt cũng mù thì làm thế nào? Mấy trăm học trò ở đó cười ẩm lên như vỡ chợ. Tôi tự hối, từ nay trở đi, không dám bàn sách vở với ai nữa. Về nhà rồi, tôi vẫn cho thí sinh giải thích bài thơ Na là hợp lý. Năm Tân Sửu, tức năm 1841, vua Nguyễn Hiến Tổ lên ngôi, niên hiệu Thiệu Trị. Nguyễn Văn Siêu càng được ưu ái. Ông được thăng lễ bộ viên ngoại lang, rồi thăng nội các thừa chỉ, năm Đinh Mùi, tức năm 1847, lại được thăng thị giảng học sĩ. Trương Hoàng đế thường thân mật nói chuyện với ông, lại cho Thái tử Hồng Nhậm đến gặp ông, nghe giảng kinh điển và thơ văn. Vào thời gian này, quan học sĩ Nguyễn Văn Siêu được triều đình giao soạn nhiều văn bản quan trọng, như Thánh Tổ Nhân Hoàng đế Ngũ Tuần Vạn Thọ Đại Khánh Xuân Thủ Ân Chiếu, tức Ân Chiếu Đầu Xuân Lễ Mừng Thọ 50 tuổi của Thánh Tổ Nhân Hoàng đế. Trong triều, các quan triều đều biết công việc, biết tài của nhau, người nào giỏi văn, người nào hay thơ. Trong số đó nổi bật lên 4 người, được các học giả kinh đô phong là Tràng An Tứ Kiệt. Tràng An ở đây chỉ kinh đô Huế. Tứ Kiệt là 4 người tài giỏi hơn người ở kinh đô Huế lúc bấy giờ, gồm Nguyễn Hàm Ninh, Đinh Nhật Thận, Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát. Cả 4 người này về sau tuy tội nặng nhẹ khác nhau nhưng đều thôi quan, riêng Nguyễn Văn Siêu ngay thời kỳ này đã bị ghen ghét. Trong Ngọn Bút Thần, tác giả viết: "Tiên sinh tính tình cương trực, thực là một nhà nho kiểu mẫu thời bấy giờ, nhưng dù là Đức Thánh Khổng Tử hay Đức Phật Thích Ca cũng còn có những người không chịu phục. Thế thì ông thần Phương Đình nhà ta, vị tất mọi người đều phục. Có người mỉa mai tiên sinh rằng, siêu đồng, siêu đất cũng là siêu, siêu đất sao mà lắm kẻ yêu." Khi vua Thiệu Trị mất, Thái tử Hồng Nhậm lên ngôi, tức vua Nguyễn Dực Tông, niên hiệu Tự Đức năm 1848. Vua Tự Đức ở ngôi từ năm 1848 đến năm 1883 và cũng lưu ý đến lĩnh vực văn hóa. Thời kỳ đầu triều Tự Đức, nhân tài hội tụ về kinh đô càng đông đúc, các cơ quan biên soạn thư tịch làm việc sôi nổi. Vua Tự Đức lên ngôi liền thăng cho thị giảng học sĩ Nguyễn Văn Siêu lên chức thị độc học sĩ. Năm sau, năm 1849, lại hạ chiếu cho ông sung chức phó sứ đi sứ nhà Thành. Trong chiếu có Châu Phê: "Khanh tính trời thông minh, học vấn uyên bác, đi lần này nhớ thu thập những điều tai nghe mắt thấy, giúp trẫm làm tai mắt. Qua các danh lam thắng cảnh cùng phong tục các nơi bên Bắc triều, phải lấy bút biên chép tỉ mỉ ngay, chờ lúc về trình trẫm xem, giúp trẫm thấy rõ ngoài muôn giọng." Đi sứ về, ông được thăng chức tập hiền viện học sĩ, rồi thăng kinh diên khởi cư trú. Trong thời gian này, ông tham gia toàn tu bộ Thực Lục Tiền và tham gia biên soạn bộ Hoàng Triều Ngọc Điệp, v.v. Vua Tự Đức rất quý mến ông. Năm Tân Hợi, tức năm 1851, Nguyễn Văn Siêu được bổ làm án sát tỉnh Hà Tĩnh, là chức quan phụ trách án tụng một tỉnh. Nghe nói một vài nơi ở Hà Tĩnh vẫn còn di văn như Hoành Phi, Câu Đối, Văn Bia, v.v. của cụ án Siêu. Người ta kể chuyện sự kiện tài tình của quan án. Họ kể rằng, một hôm quan án Siêu đi kinh lý hạt Kỳ Anh, nghe tiếng đàn bà chửi mất gà. Quan cho gọi dân trong xóm và người đàn bà kia đến, bắt mọi người phải tát người đàn bà kia về tội làm huyên náo làm xóm. Mọi người nghe quan đành phải tát nhưng chỉ tát khẽ, chỉ có một gã là tát thật lực. Quan liền cho lính bắt gã ấy, bảo chính gã là tên trộm gà. Gã kia chối bai bài, trương gân cổ kêu oan. Quan đi đến nhà gã, thấy có đứa bé đang chơi ở sân. Quan gọi đứa bé đến cho kẹo và hỏi: "Tối qua bố cháu có làm thịt gà không?" Đứa bé gật đầu và chỉ ra góc vườn. Mọi người ra góc vườn xem, thấy có đám lông gà đỗ ở đấy. Tên trộm gà phải thú tội. Lại một vụ khác,
Quan Án Siêu đi kinh lý, thấy hai người đang giành giật nhau kịch liệt một tấm vải, quan cho gọi đến hỏi. Bính nói, tấm vải này của tiểu dân, tên này tự nhiên đến cướp. Đình cãi, con vừa đi chợ mua tấm vải này, về qua đây bị tên này xông ra cướp, xin quan xử cho. Quan huyện sở tại và mọi người thấy vụ này quả khó xử. Quan Án Siêu cũng thấy khó xử, quan bảo hai người kia. Hai anh ai nói cũng có lý, vậy ta xử công bằng thế này. Xé tấm vải ra, chia mỗi người một nửa bằng nhau. Đình hớn hở thuận ngay, Bính thì dầu dĩ. Quan liền cho lính bắt tên Đình, bảo, chính mày cướp vải, vì vậy mày không tiếc xé tấm vải. Khôn hồn khai thực sẽ được khoan hồng, nhược bằng điều tòa sẽ bị tội nặng. Tên Đình thấy quan bắt đúng tội, phải khai thực chính y cướp vải. Quan Án Siêu đã dùng mẹo xử án giỏi như vậy. Tương truyền thời ấy, Tùng Thiện Vương nghe tiếng đã cho người chép thành sách, ý chừng muốn khẳng định dưới triều đại Tự Đức, Đại Nam cũng có Thanh Thiên và cũng muốn các quan án học tập. Làm án sát ở Hà Tĩnh được một thời gian, Nguyễn Văn Siêu được đổi về án sát tỉnh Hưng Yên. Theo tờ Tạ Thực Thụ Hưng Án Sát Sứ Biểu, tức biểu tạ ơn được thực thụ chức án sát sứ ở Hưng Yên. Ngày 28 tháng Giêng, ông tiếp được dụ về việc thực thụ Hưng Yên án sát do bộ lại chào. Ngày 1 tháng 2, chính thức làm lễ nhậm chức tại tỉnh Hưng Yên. Trong tờ biểu tạ ơn này, ông đã nhắc lại một số việc trong thời gian được giữ chức vừa qua. Ông nói, ông xuất thân trong một gia đình hàn nho ở Hà Nội. Năm Minh Mệnh thứ 6 thi hương đỗ cử nhân, năm Minh Mệnh thứ 19 thi hội đỗ phó bảng, ban đầu được xếp vào hàn viện rồi làm lễ tư, bởi việc trường bị tội nhưng được lạc chức hiệu lực, nhờ hiến tổ hoàng đế nhặt của rơi mà được vào lại hàn hoàn, lại đặc tứ nhập cát. Bởi mệnh kiền số cơ, 10 năm ở kinh thành tóc bạc, có người ghét, chỉ biết tự thương mình. Hoàng thượng đăng quang, thần được thăng thụ thị giảng học sĩ, rồi được sung ất sứ đi thanh, do ăn nói mang tội, tự nghĩ khó được khoan tha, song nhờ ơn mà được yên lành, đi sứ về lại được bổ tập hiền viện, dự sung khởi cư trú, gần gũi long nhan, ấy là vinh hạnh lớn nhất của kẻ thư sinh. Nhưng bầy tôi được chiếu cố già yếu, điển tịch hay quên, lại thêm hay gây tội lỗi, nhiều vị không ưa, dư luận khó tránh, đội ơn lại được thăng niết thự ở Hà Tĩnh, rồi được điều về Hưng Yên, ơn ấy to lớn, cho đến chết thần cũng không quên, nay lại được thực thụ án sát, biết báo đáp sau đây. Thần chỉ biết phải tránh lợi riêng, lấy nghĩa để phòng, dù một chút của người cũng không dám tự hào. Quan hệ giữa vua Tự Đức và Nguyễn Văn Siêu có thể nói là quan hệ khá đặc biệt, vua tôi mà ít nhiều cũng như học trò và thầy. Riêng Nguyễn Văn Siêu qua tờ biểu cũng thấy thêm sự chân thành, tin cậy của ông đối với vua Tự Đức. Ông trăn trở muốn làm một việc gì đó để trả ơn nhà vua. Ngay trong tờ tạ biểu này, Nguyễn Văn Siêu đã viết về dự kiến xây dựng Hưng Yên. Ông còn viết bản chủ nghị Hà Phòng Sự Nghi Sớ Dài, quyết liệt đề nghị cải tạo đê điều ở Hưng Yên, nhưng vì thế mà đã bị hạ ba cấp. Bài Phương Đình Chí Đạo Tiên Sinh Thần Đạo Bi, tức bia thần đạo ở lăng tiên sinh Phương Đình Thụy Chí Đạo đã nói rõ. Trong thời kỳ dạy học ở Hà Nội, thầy Phương Đình còn tranh thủ tham gia nhiều công việc xã hội khác. Qua Phương Đình Văn Loại, chúng ta biết thầy đã tham gia các việc quyên góp tiền để nạo vét sông Tô Lịch, trùng tu miếu Tiên Hiền ở Thanh Trì, trùng tu Văn Chỉ ở huyện Nhà, trùng tu Huyền Thiên Quán, sửa sang võ miếu. Đặc biệt, Nguyễn Văn Siêu đã có công rất lớn trong việc xây dựng khu liên hợp Đền Ngọc Sơn, Hà Nội mà nay còn giữ được. Ông và các bạn đã nhiệt tình bàn nhau trùng tu lại khu di tích Đền Ngọc Sơn, về lai lịch của hồ, về người khởi xướng công trình trùng tu này và kết quả trùng tu hồ, bài Nghĩ Văn Xương Miếu Bi, tức viết thay bia miếu Văn Xương, là văn bia Nguyễn Văn Siêu viết thay cho Đặng Văn Tá, người huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, làm án sát Hà Nội đã viết. Hà Thành nay là cố đô Thăng Long xưa, là nơi có nhiều dấu tích cảnh đẹp bao đời nay. Xét theo lịch sử ta thấy thế nào? Phía đông thành là thôn Hà Thanh, huyện Thọ Xương, nơi đây có hồ gọi là hồ Hoàn Kiếm. Giữa hồ có đảo gọi là Ngọc Sơn, giữa Ngọc Sơn có miếu gọi là miếu Văn Xương. Mới đây có viên thiêm huyện ở tỉnh Hưng Yên mới đổi về, gặp tôi dắt tay dạo bước, lại bảo rằng xưa hồ Hoàn Kiếm rất lớn, sau thời Lê Trung Hưng, đổ đất ở giữa làm đường lớn, đường thông đến Lầu Rồng ở Nhị Hà. Nửa hồ bên phải gọi là hồ Hữu Vọng, nửa hồ bên trái gọi là hồ Tà Vọng. Núi trong hồ Tà Vọng có đài ngồi câu.
Từ đầu đời Gia Long mới lập miếu Quan Vũ Đế, giữa đời Thiệu Trị lại biệt lập miếu thờ Văn Xương Đế Quân, gần đây quan án sát Nguyễn Như Cát, thăm hồ và núi, cảm khái vì quy chế cảnh ở đây thô lậu. Hơn nữa, nếu không sửa thì kiến trúc sẽ hỏng đổ. Ông bèn kiến nghị quyên tiền để tu bổ lại. Việc chưa kịp làm thì ông được bổ đi làm quan bố chính ở tỉnh Đông. Tôi phải làm thay. Văn biên này còn cho biết, qua 3-4 năm, dựa vào tiền của quyên góp được mới làm xong. Và nay ngoảnh xem quy mô kèo cột của miếu Văn Xương sẽ dựng này, vật liệu đều quý, khí thế lớn, thấy vẻ ấy mà trong lòng phấn chấn. Đã có vẻ đẹp tự nhiên, lại thêm nét lạ kỳ của người. Trong sự tô điểm về cấu trúc, thế tất hoàn hảo, Long Thành là nơi lễ giáo ngàn xưa, trải bao phen thay đổi, danh thắng mai một, như lòng hoài cổ mà được tu bổ, khôi phục, đủ để giang sơn sinh sắc thái mới. Đó chẳng phải là lẽ thịnh suy đều có nguyên cớ, đấy du. Lãm duyệt danh tích, khảo sát cổ kim, nên lấy đó mà xem. Miếu Văn Xương mới dựng, phía trước gần nước là đỉnh Trấn Ba, ngụ ý là nền tảng của sóng văn chương. Bên tả, phía đông cầu Tế Húc, dựng đài nghiêng, lại sang đông ở núi Độc Tôn, dựng tham bút, đều tượng trưng cho nền văn vật nước nhà. Bài minh ở đài nghiên bút, tượng hình của nó ra sao, không vuông, không tròn, ẩn chứa công dụng diệu kỳ, không cao, không thấp, vị trí ở giữa. Đài nghiên này soi bóng hồ Hoàn Kiếm, ngẩng nhìn ngọn thạch bút, ứng với sao thượng đài, nhả ra vân vật, ngậm nguyên khí sát tầng xanh. Bài trí ở tháp bút viết, trên đỉnh núi Độc Tôn có dựng tháp bút 5 tầng, tháp nhờ núi mà cao, núi nhờ tháp mà được nổi tiếng. Trong hồ Hoàn Kiếm có miếu thờ Văn Xương, khi trùng tu miếu này, ngó thấy ở bờ đông có núi, bèn chặt cây, đắp đá, xây tháp bút ở trên, đối xứng với đài nghiên. Những cái đó có thể bất hủ, bởi bên trong nó vẫn giữ được cái bất hủ vậy. Tại tháp bút có 3 chữ, tả thanh thiên, tức viết lên trời xanh, là của Phương Đình Nguyễn Văn Siêu mà sách vở đời sau thường nhắc đến với bao sự khoái cảm. Và công tích của Thần Siêu trong việc tham gia tích cực trùng tu cụm di tích Ngọc Sơn tại Hồ Hoàn Kiếm đã là một điểm son đỏ thắm trong cuộc đời của ông với Thăng Long Hà Nội. Lời ca này chẳng đáng xem là tấm bia miệng ghi công tích này của Đặng Văn Tá, Nguyễn Như Cát và Thần Siêu sao? Rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, xem cầu Thế Húc, xem chùa Ngọc Sơn, đài nghiêng tháp bút chưa mòn, hỏi ai xây dựng nên non nước này. Riêng với Thần Siêu còn được ghi thêm trong đôi câu đối chữ Hán, nhất đại phương đình bút, thiên thu kiếm thủy biên, tức một thủa phương đình, bút ngàn thu bên kiếm hộ. Thưa quý vị, những gì viết về Phương Đình tiên sinh hẳn là còn sơ sài, nhưng cũng hy vọng đã đưa đến quý vị, trước hết là những ai chưa có dịp đến với Phương Đình tiên sinh, một ấn tượng bước đầu. Đây là một con người xuất chúng, một đại nhân đã để lại cho đất nước, trong muôn đời một đại bút. Con người đó lúc còn trẻ đi học, học giỏi đến mức thần đồng, lớn lên đỗ đạt dù chỉ là phó bảng, nhưng vào kinh đô làm quan được các học giả ở kinh đô tôn vào hàng Tràng An Tứ Kiệt. Đi sứ được vua tin cậy, làm quan ngoài được dân tin tưởng, tiếng đồn án sát Siêu sự kiện tài tình vang khắp nơi. Về trí sĩ mở trường dạy học và trở thành bậc sư biểu. Riêng với Hà Nội là người có công lớn góp phần đại trùng tu khu di tích đền Ngọc Sơn nổi tiếng. Ba chữ tả thanh thiên của Phương Đình Nguyễn Văn Siêu viết ở tháp bút trước cổng đền Ngọc Sơn đã là một biểu tượng tuyệt đẹp, đủ sức ôm chứa cả văn hóa, văn chương Thăng Long rực rỡ, tinh khiết, ngất trời trong tâm tưởng muôn đời của người dân Hà Nội, mà cũng là người Việt Nam ta. Ông là nhà nho, hành xử theo đạo, song cũng tự tin và ngang tàng, dám khen cái người khác không dám khen, dám chê cái người khác không dám chê. Ông đích thực là một nhà văn lớn, một nhà thơ lớn của nước ta. Với ông, viết chỉ là trách nhiệm vì hứng thú, không vì danh. Ông là một bậc danh nho nghệ sĩ. Ông sống là người nhân đức. Ông mất là thành hoàng làng. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy những địa điểm, địa danh lịch sử mà quý vị muốn Duy tới trải nghiệm. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới.